Em cảm ơn chị Vi nha. Có gì mấy ngày nữa cửa hàng chú Vượng sửa xong rồi em về đó liền. Chị nghĩ là cũng phải 2-3 ngày đó. Dạ. Em cứ ở tạm đây đi. Nhưng mà chị nói nè, nhà toàn con gái không à, cái gì cũng phải chú ý cẩn thận nghe chưa. Dạ em nhớ rồi ạ. Thôi mấy đứa ở nhà chơi nha, chị đi công chuyện chút xíu. Anh cứ tự nhiên ngồi đi anh. Cảm ơn em. Dạ. Hay không anh? Em thích cái này lắm á. Tốt quá. Coi. Ủa, Thi. Ủa anh Thành. Anh qua đây chơi hả? Mấy bữa nay cửa hàng nhà chú Vượng đang sửa nên là anh qua đây ở tạm vài ngày. Mà em mới đi đâu về mà bê cái gì nặng này? À, dạ mấy cái này là mấy cái đồ cũ của làm từ thiện ấy mà. Mà không nhận, nặng thiệt á. Hay là để anh bê hộ nha. Thì cái này là anh tự nói nha, em không có nhờ vả gì đâu ạ. Anh Thành bữa nay rảnh quá ha, mày đọc sách đồ rồi. Ừ, thì người ta là người ngoài đó, mà người ta còn biết vô, người ta phụ, người ta xách giùm, mang danh tính là chị em họ đồ, ngồi ở đó xỉa sói đồ. Nói chung là em cảm ơn anh Thành nhiều nha, không anh chắc thì mệt đuối luôn á. Không sao, cái này cũng nhẹ mà, có gì anh phân loại luôn cho. Mà em cần gì cứ nhờ anh, bữa nay anh rảnh. Trời ơi, không sao đâu, tí xíu nữa em đem mấy này qua nhà bạn. Chắc không cần anh đâu, anh có bận gì thì anh làm đi ha. Anh ơi, người ta nó không cần kìa, em cần. Anh đi giúp em đi anh. Ủa, thì nói vậy thôi, giúp cái không được hả trời. Nó đào đào đáng ghét này. Anh Thành. Đó, đây. Cái này người ta gọi là mì xào hai trứng. Anh ăn thử đi, em tự làm á. Cái này là để cảm ơn hồi nãy anh xách đồ phụ em á. Tuy là một hành động nhỏ thôi nhưng mà em sẽ mãi nhớ. Phải là do mì bà tự nấu không vậy? Hay là order trên mạng cho người ta ship tới, xong rồi xớt qua cái dĩa xong đưa cho anh Thành ăn. Ê, cái này là tôi tự nấu thiệt đó nha. Tôi không tin đó là sao? Check camera đi. Thôi. Ai nấu cũng được hết á. Nhưng mà đồ ăn đặt xuống từ tay Việt Thi, cỡ nào ai cũng ăn. Trời, anh nói vậy là sao? Ý anh là anh chỉ ăn đồ ăn trên tay của Việt Thi mà không ăn đồ ăn trên tay của em cái gì? À, không. Ý anh là kể cả là đồ ăn trên tay Đào Đào đặt xuống, anh cũng ăn hết nha. À, anh đợi em tí nha, em còn cái này cho anh nữa. Đây được gọi là sinh tố bơ nhà làm, là nguyên chất đó anh. Đó, theo như em nhớ là sinh tố bơ sẽ là làm cho da đẹp nè, làm cho da giống như em bé hả? Uống đi anh. Trời ơi, anh đừng có uống mấy cái này. Tự nhiên cho đi ăn mì xào xong uống sinh tố bơ, thấy điều gì không? Lại anh là con trai, ai lại đi uống mấy cái đó? Anh có thích đồ ngọt không anh Thành? Có chứ, ai thích đồ ngọt. Vậy thì em sẽ cho anh thưởng thức những cái món mà nó ngọt ngào nhất trên thế giới này. Đây là món chè ngọt ngon nổi tiếng luôn á. Đây nè, để em trộn lên em đút cho anh ăn nha. Siêu ngon luôn, anh mà không ăn là uổng lắm á. Nè. Anh đi ăn. Ngon không anh? Ngọt không? Ăn đi anh. Ui, chị Vi. Gì vậy? Sao ngồi thập thò đây? Sao không vô trong? Em muốn vô trong lắm, nhưng mà em sợ quá. Từ hôm qua đến giờ, chú nó bắt em ăn đủ thứ ấy. Ăn xoài, ăn ổi, ăn đồ mặn, ăn đồ chua, ăn đồ ngọt, ăn phở, ăn mì cay cấp độ 5. Chị biết không, em đau bụng, không biết phải làm thế nào nữa. Mà chưa hết đâu, khi vừa ăn xong thì bà Việt Thi bà lăn đùng ra ốm.
thế là em phải chạy vội đi mua thuốc, rồi phải đắp khăn lên mặt bà ấy, ngồi kể chuyện vui cho bà ấy nghe, bà còn cười. Ủa thì đúng rồi, con trai làm vậy là quá tốt chứ sao nữa. Tốt gì đâu, khi mà Thi nó đang ốm thì tự dưng đào nó lại kêu nó buồn, thế là em lại phải ngồi tâm sự với nó. Và trong lúc đấy thì chú Vượng gọi điện cháy máy đòi đuổi việc em, sung sướng gì đâu ạ. Được con gái thích cũng hả? Ai thích ạ? Thì trời đất ơi, em lớn vậy rồi con gái thích mình mà không biết hả? Chị đừng dọa em nha. Chị có dọa gì đâu, mà chị nói nghe nè, chị có cách này bày cho em.